Chào các bạn, lúc này mình đang ở khu vực thôn Ô Mễ, làng Ngũ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, thuộc về tỉnh Hải Dương. Và trong cái video này thì mình xin chia sẻ cho các bạn những cái hình ảnh về khu vực công viên tư gia của đại gia Nguyễn Văn Chiến, thuộc về thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Còn đây là cái đường vào của khu công viên tư gia của đại gia Nguyễn Văn Chiến. Dọc hai bên đường là những cái hàng cây cao. Thời điểm mình đang di chuyển lúc này vào khoảng 9 giờ 30 sáng. Còn đây phía bên trái các bạn là khu vực bãi đỗ xe. Và thời điểm này thì các cái du khách ở trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng đã đến ghé thăm cái công viên tư gia Ô Mễ của đại gia Nguyễn Văn Chiến. Đây là khu vực cổng vào của khu công viên này. Và đến đây mình sẽ đi gửi xe và bắt đầu vào khu công viên của đại gia Nguyễn Văn Chiến. Đây là một trong những đại gia buôn lợn nổi tiếng ở khu vực Hải Dương với cái cơ ngơi khủng. Bước vào khu công viên thì mình sẽ ghé thăm cái dàn siêu xe của đại gia Nguyễn Văn Chiến. Khu vực này tập hợp rất nhiều các cái hãng xe nổi tiếng và được dát vàng. Đây là bộ sưu tập siêu xe khủng của đại gia Nguyễn Văn Chiến. Một loạt các cái hãng xe và các cái biển số đẹp đã được đại gia sưu tập đưa về khu công viên tư gia của mình làm bộ sưu tập. Một số chi tiết đã được mạ vàng, biển số rất là đẹp. Sau khi cùng các bạn trải nghiệm xong cái dàn siêu xe thì mình sẽ vào khu vực khuôn viên của công viên Ô Mễ để cùng với các bạn trải nghiệm những cái hình ảnh và tham quan cái công viên của đại gia Nguyễn Văn Chiến. Sau khi được tham quan và trải nghiệm dàn siêu xe của đại gia Nguyễn Văn Chiến thì bây giờ mình sẽ sang đến khu vực hồ bơi và khu vực hồ cá cảnh trong khu khuôn viên của đại gia Nguyễn Văn Chiến. Còn đây phía bên phải các bạn là căn biệt thự của đại gia cũng được dát vàng. Màu chủ đạo trong khu vực khuôn viên này chủ yếu là màu vàng và được dát vàng. Và trong cái khu khuôn viên này thì mình sẽ lần lượt đi qua những cái khu vực như là vườn cây cảnh, khu vực hồ cá coi, khu vực khu du thuyền để mình trải nghiệm và chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh trong khu khuôn viên công viên của đại gia Nguyễn Văn Chiến.
buổi sáng ngày hôm nay được về khu công viên tư gia của đại gia Nguyễn Văn Chiến và được tham quan trải nghiệm. Nãy giờ mình đã đi qua rất nhiều các cái khu vực như là vườn cây cảnh này và các cái khu vực trong khuôn viên. Và bây giờ mình sẽ đi sang đến khu vực khu du thuyền của đại gia Nguyễn Văn Chiến. Tiện đây vừa tham quan vừa ngắm cảnh trong khu vực khu viên của đại gia Nguyễn Văn Chiến. Đây là khu vực công viên của đại gia Nguyễn Văn Chiến, tất cả đều được đại gia Nguyễn Văn Chiến xây dựng và thiết kế, và tất cả mọi cái đều là miễn phí. Mục đích của đại gia Nguyễn Văn Chiến xây dựng khu vực này để cho người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan và trải nghiệm. Ngồi ngắm tí nhỉ.